kim chi nam bi tham mê ra ta nam ba ni tăng đề tê na sa kê na su va thi ho tu văn bua ta se tho ba ri wan na di su chin sa ma thi ma nam ta ni ca nhâm ma hu sa ma thi na tê na sa mô na vê cha thi đăng bi tham mê ra ta nam ba ni tăng đề tê na sa kê na su va thi ho ye bung ga la a ta sa tang ba sa tha cha ta ri e ta ni yu ga ni hon ti te da ti nay ya su ga ta sa sa wa ca e te tu din na ni ha pha la ni đang bị sang kê ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ye sum ba yu ta ma na sa dan he na ni ca mi no go ta ma sa sa năng hi te ba ti ba sa a ma tăng vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh buôn cha ma na i đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng hê tê na sa chê na su văn thi hô tu gia tinh đa khi lô bà ta vinh thi tô si gia cha tô phi hoa tê phi a sâm bà căm bì vô ta thu quá mang sô bù ri giang mi yo ariya sakya ni awe cha ba sa ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng e te na sa kê na su wa ti ho tu ye ariya sakya ni vi pha wa yan ti gam pi ra ban ye na su de si ta ni kinh cha bi te hon ti phu sa ba ma ta na te pha wang a ta ma ma di yan ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng e tê na sa chê na su wa ti ho ta ha wa sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su tham ma cha hi ta pha wan ti sa ca ya đi ti vi chi ki tăng cha si la pha tăng wa bi ya đa ti kinh chi cha tu ha pa ye ni cha vi pha mu to cha cha vi pha na ni a pha bo ta tung ni đam vi sang kê ra ta năng ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti ho tu kinh cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căn ca dê na wa cha dê ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha da ya a pa ba ta di sa ba sa sa vô ta i đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti ho tu wa na pa gum be ya ta phu si tăng ghê ghim ha na ma se ta tam ma ming ghim he ta thu ba mang tham ba wa rang a de sa di ni ba na ga ming ba ra mang di ta ya i đăng ni phu he ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti ho tu wa ro wa ran nhu wa ra do wa ra ha ro a nu ta ro tham ma wa ran a di sa di đăng bi bu thê ra ta năng ba ni tăng hệ na sa chê na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quang na ti sam pha quang vi ra ta chiệt ta ya ti kê pha quát min tê khi na bi cha vi run ha chan da ni pan ta thi ra ya tha yam ba di bo i đăng sang khe ra ta năng ba di tăng e tê na sa chê na su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng tham mang a ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga
Chuyển đạt pháp vô thượng tiền thiên
pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng bậc cái chân niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên thiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Phụng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên thiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên thiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bà vô ta mà na sa đan he na ni ca mi no go ta ma sa sa năng hi te ba ti ba ta ta ma tăng vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh quân cha ma na i đăng vi sang ke ra ta năng ba ni tăng he te na sa va thi ho tu ya tin đa khi lo ba ta vinh si to si ya cha to phi wa te phi a sam ba cam bi yo ta thu ba mang so bu ri yang wa da mi yo a ri ya sa cha ni a we cha ba sa ti đăng bi sang khe ra ta năng ba ni tăng e te na sa khe na su wa thi ho tu ye a ri ya sa cha ni vi pha hòa danh tỳ gấm phi ra banh nhê na su đê si ta kinh cha bi tê hôn tỳ phù sa ba ma ta na tê phá quang a ta ma ma bi yan tỳ đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa tỳ hô ta ha wa sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su tham ma cha hi ta phá quang tỳ sa ca ya đê ti vi chi ki tăng cha si la pa tăng qua bi ya đa ti kin chi cha tu ha pa ye ni cha vi pa mu to cha cha vi pa na ni a pa bo ca tung ni đam vi sang ke ra ta năng pa ni tăng e te na sa che na so wa ti ho tu kin cha bi so cam ca ro ti ba ba căn ca ye wa cha yu ta che ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha na ya a pa ba ta di sa ba sa sa wo ta i đăng vi sang khe ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu wa na pa gum ba ya ta pu si tăng ge gim ha na ma se ta tam ma ning gim he ta thu ba mang tham ba wa rang a de sa di ni ba na ga min ba ra mang di ta ya i đăng ni pu te ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro a no ta ro tham ma wa ran a di sa di đăng di bu te ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quang na ti sam pa quang vi ra ta chi ta ya ti ke
ba quát miên tê kỳ na bi cha vi rùn hàn đà nếp bàn tê thị ra dạ tha dâm bà đi bô y đâm vi sang khê ra tà năng bà đi tăng ê tê na sát chê na su va ti ho tu ya ni ta phu ta ni ta ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su va ti ho tu ya ni ta phu ta ni ta ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng tham mang na ma sa ma su va ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng sang kang na ma sa ma su va ti ho tu chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây mong cởi lòng hoan hỷ thành kính nghe lời này rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên những vật quý trong đời chốn này hay các cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc pháp bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não phần thân ca mâu ni kim pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu mong với châm ngôn này tu thành muôn hạnh phúc con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen không gì so sánh được do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung đệ tử đân tiền thệ được tri giả tan tan cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bần tu hành tiểu dục quy y đi kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc như một trụ đa kheo chôn chằn xuống đất dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất đồng trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bần thanh Tu Đà Quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng Gô Ta Ma kheo thiên nhãn tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư bậc
nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy kinh tăng chung là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung bần thánh tu đà quần dù thổ tâm và lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng, lời anh chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, diễn đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc kỳ chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ. Tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay là ngày tháng 4 2020. Thêm một ngày nữa chúng ta có chương trình đặc biệt ngày tu học trong thời đại dịch corona. Và thưa quý vị, sau rất là nhiều ngày, thường là những tin tức tương đối là không được thoải mái,
không dở là những kinh sống. Hôm nay chúng ta lại được nghe một kinh tương đối rất là đáng khích lệ, một loại thuốc có tên là Remdesivir đã được hơn 13 quốc gia thí nghiệm trong thời gian qua, và đây là một loại thuốc do một công ty dược phẩm của Hoa Kỳ nghiên cứu, thường dùng để trị liệu những các chứng căn bệnh như vi trùng do những virus tác hại. Và theo bác sĩ Anthony Fauci thì kết quả cho đến hôm nay ở trên 1.000 người thí nghiệm thì cho thấy rằng những gì mà thu lượng được tương đối rất là khả quan. Và dĩ nhiên khi tin tức này được phát đi thì thị trường cổ phiếu riêng Dow Jones đã tăng vọt lên 500 điểm. Nếu có một phương pháp trị liệu mà tương đối đủ hiệu quả, đáng tin cậy thì cục diện sẽ thay đổi rất là nhiều. Thế giới đang trông ngóng một phép màu như vậy để làm thế nào khôi phục lại thì đà tăng trưởng kinh tế, và mọi người hy vọng rằng sau đại dịch thì kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Thưa quý vị, hôm nay ở trong quyển chẳng có ai cả, nói về những quán chiếu dựa trên một số những câu nói của Ngã Chân Cha, một vị thiền sư, và hai phần mà chúng ta đặc biệt đề cập đến trong hôm nay là một phần nói về thân thể của chúng ta và phần nói về hơi thở. Ở trong cả hai phần này đều liên quan đến một số cái nhìn tương đối rất là mật thiết đối với hành giả tu tập. Và dĩ nhiên ở trong thời kỳ đại dịch này, những điều này lại có những cái ý nghĩa liên hệ và rất là lợi lạc cho chúng ta. Trước khi đi vào nội dung của pháp thoại hôm nay, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam niệm lễ tam bảo và kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ Phật, lễ pháp, lễ thật. Kính cung thỉnh thượng tọa. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng. Trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh. Gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu của Đức Phật Bảo, nguyện cầu của Đức Pháp Bảo, nguyện cầu của Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thể đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sầu hết sầu, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì huy đức, cầu phúc lành phát sanh.
kính dân sự tòa minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức và chư quý Phật tử, khi mà chúng ta có dịp đọc lại một số những hồi ký hay là những người đối diện với cái chết, đối diện với những nguy hiểm, và trong những giờ phút đó người ta thường đặt câu hỏi rằng, nếu mình vượt qua nguy hiểm, nếu mình có thể sống lại, mình sống tiếp tục, thì mình sẽ làm gì? Thì thưa quý vị, đa phần những gì mà chúng ta đọc được, cho dù là viết một cách rất là khác biệt về ngôn ngữ, về văn tự, nhưng mà phần lớn đều nói rằng, nếu chúng ta vượt qua những nguy hiểm, chúng ta sẽ tiếp tục sống bình an trên cõi đời này, thì chúng ta sẽ trở về với chính mình, sống với bản thân nhiều hơn. Một điểm mà người ta thường ý thức khi mà xét lại toàn bộ cuộc đời của mình là chúng ta thường bỏ sức khỏe, thì giờ, tâm trí, tiền bạc để đuổi bắt. Những cái gì đó mà thuộc về thế giới bên ngoài, nó không liên hệ nhiều đến cuộc sống thật sự của chúng ta, và nói một cách khác là đánh mất chính mình. Nhưng mà rồi bảo rằng quay trở về với chính mình có nghĩa thế nào? Mình không thể ngồi đó mình soi gương hoài, hay là đi mua thức ăn thức uống về tự khoản đãi với chính mình. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình chăm sóc cho mình rất là nhiều, thí dụ như là bỏ nhiều tiền để sửa, tu sửa nhan sắc, sửa sắc đẹp, hay hoặc giả là mua cho mình những bộ quần áo mắc tiền, mua cho một chiếc xe tốt. Nhưng mà rồi nghĩ cho cùng thì đa số những gì mà chúng ta làm, nó thường để cho người khác thấy, cho người khác nghĩ về chính mình, và ít khi chúng ta thực sự sống với chính mình. Một cái kinh nghiệm mà được nói đến nhiều trong Phật giáo, và đặc biệt là đối với những người tu thiền, là trở lại với chính mình, có nghĩa là có một cái nhìn mới về thân tâm. Và khi nói đến thân tâm thì đặc biệt là về thân đó, thì thật ra chúng ta phải đặt ở một cái nhìn khác. Mình nhìn lại bản thân của mình như thế nào, nhìn lại tấm thân mình như thế nào. Và rồi một cái chìa khóa rất là quan trọng khác để trở về với chính mình, đó là nhìn vào hơi thở. Bài đọc ngày hôm nay tương đối rất là ngắn, quý Phật tử sẽ được nghe chừng 10 câu. Ở trong đó Ngài Chân Cha, Ngài đề cập đến cả hai phương diện, thân thể và hơi thở. Và chúng tôi xin mời quý Phật tử nào phát tâm đọc cho bài học ngày hôm nay, Quang Hỷ đọc cho hai phần này. Và sau bài đọc thì chúng ta sẽ trở lại với nội dung của pháp thoại. Không biết hôm nay vị nào phát tâm đọc cho bài này, quý vị có thể cho chúng tôi biết không? Nhờ mời cô Tư Mẫn. Dạ. Sao đó? Dạ, hôm nay để con đọc. Sao đó? Ngày mai Tư Mẫn đọc nha. Xin lỗi. Thứ tư bài học hôm nay, thứ tư ngày 29 tháng 4 2020, quán chiếu trước từ chẳng có ai cả. Thân thể, nếu cơ thể này có thể nói thì suốt ngày nó sẽ nói với chúng ta, bạn không phải là chủ của tôi đâu. Bạn biết không, thật ra nó đang nói với chúng ta đấy, nhưng nó dùng ngôn ngữ giáo pháp để nói lên chúng ta không hiểu được. Mọi chuyện trên thế gian này chẳng thuộc vào ta. Chúng đi theo chiều hướng tự nhiên của chúng,
cơ thể này có đường lối đi riêng của nó, ta không thể xen vào. Ta có thể làm cho thân này đẹp thêm chút ít, hấp dẫn hơn, sạch sẽ và hấp dẫn và sạch sẽ trong chốc lát, như các cô thêm chút, các cô gái để móng tay dài tô son hồng tạo ra một duyên dáng đẹp đẽ. Nhưng khi tuổi già đến thì ai cũng như ai, đường lối của cơ thể là như thế, vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Chỉ một điều chúng ta có thể làm được, đó là làm đẹp tâm hồn mình. Nếu cơ thể này thực sự là của ta thì nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Khi ta nói không được già, hay ta cấm mày không được đau, nó có nghe lời ta không? Không, nó chẳng đếm xỉa gì đến ý kiến của ta cả. Chúng ta chỉ là người thuê chứ không phải là chủ nhân của cái căn nhà này. Nếu nghĩ rằng cơ thể này là của ta thì ta sẽ đau khổ biết bao khi phải xa lìa nó. Thực ra chẳng một ai, chẳng có một cái ta trường tồn bất biến, chẳng có một cái gì cố định hay bền vững mà ta có thể nắm giữ. Hơi thở từ lúc mở mắt chào đời đến khi xa lìa cõi thế mà bạn chẳng có giây nào ý thức hơi thở vào ra trong cơ thể mình thì bạn đã sống xa vời với chính mình. Thời gian là hơi thở của chúng ta trong hiện tại. Bạn bảo rằng bạn quá bận rộn nên không có thời giờ để hành thiền. Bạn có thời giờ để thở không? Help me. Thiền là hơi thở của bạn. Tại sao bạn có thời giờ để thở mà không có thời giờ để hành thiền? Hơi thở là cái gì sống động trong cuộc sống? Nếu bạn ý thức được rằng giáo pháp là sự sống động của cuộc sống thì bạn sẽ cảm nhận được rằng hơi thở và sự thực hành giáo pháp quan trọng ngang nhau. Thưa bài này hôm nay đến đây là chấm dạ, thưa là hết rồi. Con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng lên cầm mic. Xin bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, những điều mà chúng ta được nghe hôm nay thực sự không có gì khó hiểu. Nhưng mà để có thể nhìn chính thân của chúng ta như là những gì Ngài Achancha vừa nói đó, thì có dễ dàng, hoàn toàn đi ngược lại với thói quen của chúng ta. Ở trong khu số 1 này nói rằng nếu cơ thể này có thể nói suốt ngày thì cái thân này sẽ nói với chúng ta rằng bạn không phải là chủ của tôi đâu, bạn biết không? Thật ra nó đang nói với chúng ta ấy, nhưng mà nó không dùng ngôn ngữ gì, nhưng mà nó dùng ngôn ngữ giáo pháp để nói lên cho chúng ta nên chúng ta không hiểu được. Ví dụ như là chúng ta thường nghĩ rằng cái thân của mình hoàn toàn là của mình. Nhưng mà thưa quý vị, những cái đau, cái bệnh, cái biến chứng của thân thể, kể cả cái già, kể cả những cái hệ lụy mà thân thể mang lại, nó hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của mình. Như vậy thì ở trên căn bản chúng ta thường có một cái nhìn rất là chủ quan. Mình nghĩ cái thân của mình thì mình phải làm chủ đó, mình sai sao nó làm như vậy thì gọi là làm chủ. Kỳ thật thì cuộc sống
cho chúng ta một bài học rất là lớn, là thân thể nó vốn qua rất là nhiều biểu hiện cho thấy rằng chúng ta có quyền làm chủ với nó rất ít. Ở trong câu thứ hai, câu số 2 ngài nói rằng mọi chuyện trên thế gian này chẳng tùy thuộc vào chúng ta, chúng đi theo chiều hướng tự nhiên của chúng. Cơ thể này có đường lối riêng của nó, ta không thể xen vào. Ở trong đạo Phật có cái chữ gọi là tự tánh. Tự tánh ở đây tức là một cái bản chất riêng. Và ở đây ngài Ajahn ngài dùng cái câu nói rất là đẹp. Mọi chuyện trên thế gian này chẳng tùy thuộc vào ta, ở đây nó tùy thuộc hoàn toàn ý muốn của ta. Chúng đi theo chiều hướng riêng của tự nhiên của chúng. Chúng ta nhìn cái thân này cũng như cây cỏ ở ngoài, mình nghĩ rằng thân này thân của mình, cây cỏ bên ngoài mình trồng nằm trong đất của mình là của mình, nhưng mà thật sự nó có chiều hướng riêng, nó có bản chất riêng, có tự tánh riêng. Cơ thể này có đường lối riêng của nó, ta không thể xen vào được. Thí dụ như là cho dù chúng ta bỏ rất nhiều tiền, nhưng mà chúng ta sẽ giữ cơ thể chúng ta luôn luôn là khỏe mạnh, và có lúc lúc bị đau ốm. Chúng ta sẽ nói cơ thể chúng ta trẻ trung hoài mà không có già, hay sống mãi mà không có chết. Thì điều đó là điều mà chúng ta cần ý thức. Ta có thể làm thân này đẹp thêm chút ít, hấp dẫn hơn và sạch sẽ trong chốc lát, như các cô gái để móng tay dài, tô son môi hồng, tạo ra duyên dáng đẹp đẽ. Nhưng khi tuổi già đến thì ai cũng như ai. Đường lối của cơ thể là như thế, vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Chỉ có một điều mà chúng ta có thể làm được, đó là làm đẹp tâm hồn của mình. Thưa quý vị, dĩ nhiên là cái nhìn này rất là khác với cái nhìn bình thường. Người bình thường thì nghĩ rằng mình có thể làm đẹp cái thân, nhưng cái tâm của mình rất khó làm đẹp. Nhưng mà với một người tu, bọn người học Phật Pháp thì thấy rằng cái thân mình thì khó làm cho nó không già, khó làm cho nó không bệnh, khó làm không chết. Nhưng cái tâm có thể thay đổi được. Đó là tại sao chúng ta nỗ lực tu tập về nội tâm. Điểm này rất là tự nhiên. Mình phải sống lâu rồi mình mới thấy được cái sự thay đổi đó. Thì thường một người không có tu tập, buổi sáng sớm thức dậy, không biết làm gì để cho mình được an lạc hết. Mình nghe một cái tin vui thì mình vui, ai khen mình thì mình vui, mình có được tiền bạc gì đó thì mình vui. Nhưng mà nếu không có cái gì hết thì buổi sáng sớm thức dậy mình thấy rằng đỏ của mình nó hững hờ, nó cùng lục, mình không thể làm vui được. Đến khi mình có cái mức độ trưởng thành nào đó rồi thì mình mới có khả năng tự làm cho mình thanh tịnh, tự làm cho mình vui. Và lúc đó chúng ta sẽ chia sẻ được cái nhìn của ngài anh chị cho là làm đẹp cái thân của mình mà khó. Và nếu chúng ta hiểu phương thức thì chúng ta sẽ làm cái tâm của mình đẹp. Và điều đó là điều làm được. Và chúng ta phải tin như vậy. Ở trong câu số 3, thưa quý vị, nếu cơ thể này thực sự là của ta thì nó sẽ theo nghe theo mệnh lệnh của ta. Khi ta nói không được già, hay ta cấm thì không được đau, nó có nghe lời ta không? Không. Nó chẳng đếm xỉa gì đến ý kiến của ta cả. Chúng ta chỉ là người thuê, chứ không phải là chủ nhân của căn nhà này. Căn nhà này chỉ là thân của mình. Nếu nghĩ rằng cơ thể này là của ta thì ta sẽ đau khổ biết bao khi phải xa lìa nó. Thật ra chẳng có một cái ta trường tồn bất biến, chỉ có cái gì là cố định hay bền vững. Chẳng có cái gì cố định hay bền vững mà ta có thể nắm giữ. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi sang bên Mỹ, có lần chúng tôi đi từ Pomona xuống Fullerton. Fullerton là một cái thành phố gần Santa Ana, để thăm một cái gia đình lúc đó có 7 người.
một ông nội, rồi lớn tuổi, sống với hai vợ chồng, sống với bốn đứa con, tổng 7 người, ba thế hệ sống ở căn nhà. Thì thưa quý vị, hai vợ chồng gặp Hòa Thượng Tịnh Đức với chúng tôi xuống thăm á, thì giống như là lâu ngày họ không gặp người quen vậy, họ nói chuyện nguyên thiên đủ cái chuyện hết. Và ông cụ thì cũng ngồi đó, mà ông cụ không nghe nói gì hết. Ông cụ nói ông cụ lắng nghe thôi. Thì chúng tôi nhớ rất rõ, ở trong câu chuyện này đó, thì người vợ lại than phiền với Chư Tăng là bây giờ mình qua Mỹ mình tưởng cái gì ở Mỹ cũng tốt hết, nhưng mà mấy sư coi là qua đây mới biết bàn ghế giống như đồ mã vậy đó. Nước đụng vô thì nó bị vỡ ra, nó hư, và đồ xài á không có xài ăn đời ở kiếp được đâu. Cổ dùng cái chữ là ăn đời ở kiếp đó. Tức là cổ nói cái bàn ghế nó dễ hư lắm, mà bị nào qua bên Mỹ mà biết là họ có cách làm bằng ván bột, và ván bột đó nó dễ bị gãy, bị hư lắm thứ. Thì cô vợ than phiền một hồi, cô nói rằng bỏ tiền ra đi mua bàn ghế rồi đem về, rồi dời mới một hai lần rồi nó bị quẹo, nó bị hư. Thì ông chồng nghe nói như vậy thì ông chồng mới nói rằng em thì em nói vậy thôi, chứ thật sự ở Mỹ đâu phải là cái bàn ghế không đâu, mà cái nhà giống như đồ mã vậy đó. Và ông chồng cũng chứng minh rằng nếu thật sự là mình muốn thì phá dễ lắm, đập cửa kính chạy vô được. Và căn nhà ở Mỹ nó không gì chắc chắn như căn nhà ở bên Việt Nam chúng ta, mà bê tông cốt sắt luôn. Thì hai vợ chồng nói qua nói lại về cái tính cách là rất là tạm bợ trong cái phẩm chất của bàn ghế nhà cửa tại Mỹ. Thì ông cụ ngồi đó, ông cụ nghe một hồi đó, thì ông cụ mới xem một câu chuyện. Ông cụ nói rằng thật ra thì mình muốn cái gì nó cũng là mãi mãi hết, nhưng mà nói thật sự là mình muốn tất cả mọi thứ nó đều bền, đều lâu, chứ cái thân mình đâu có bền lâu đâu. Rồi khi mình chết đi rồi cũng bỏ lại thôi. Thì thưa quý vị, ông cụ nói cái rất là nhẹ nhàng, nhưng mà chúng tôi nhớ là ở trong gia đình có ba người lớn và bốn đứa nhỏ, nhưng ba người lớn đều nói về cái tính cách tạm bợ khác nhau hết. Một người nói tạm bợ của bàn ghế ở Mỹ, một người nói về cái nhà cửa xây cất ở Mỹ, nhưng một con người nói về cái thân này. Thì khi chúng ta nghe ba người bàn chuyện với nhau đó, thì rõ ràng là đời sống của chúng ta thường là chúng ta bực bội với cái vô thường, với cái gì thay đổi. Và do vậy nếu mà chúng ta có thể chấp nhận được như lời ngã cho rằng cơ thể này ở trong câu thứ vị, ở trong câu số 3 đó, nếu cơ thể này thực sự là của ta thì nó sẽ nghe mệnh lệnh của ta. Khi ta nói không được già, hay ta cấm thì không được đau, nó có nghe lời ta không? Không. Nó chẳng đếm xỉa gì với ý kiến của ta cả. Chúng ta chỉ là người thuê nhà, chứ không phải là chủ nhân của căn nhà. Nếu nghĩ rằng cơ thể này là của ta thì ta sẽ khổ đau biết bao nhiêu, thì phải xa lìa nó. Thật ra chẳng có một cái ta trường tồn bất biến, chẳng có một cái gì cố định hay bền vững mà ta có thể nắm giữ. Đó là một vài cái câu nói liên quan suy tư về thân thể mà chúng ta đọc được. Và thưa quý vị, ba câu tiếp theo, câu 4, câu 5, câu 6, thì ở đây Ngài nói về hơi thở. Dĩ nhiên ở đây nói một cách rất là đại loại, không phải là Ngài. Chúng ta nhớ rằng những cái câu nói là những câu nói trích lục đó đây. Thật ra Ngài Thanh Cha Ngài không có cái mục đích là soạn nguyên một quyển sách theo từng chủ đề. Ví dụ như nói về hơi thở ở đây, người ta chỉ tìm được ba câu mà Ngài nói. Từ câu số 4 là từ lúc chào đời cho đến khi xa lìa khỏi thế, bạn chẳng có giây phút nào ý thức hơi thở ra vào trong cơ thể mình, thì bạn đã sống xa rời với chính mình. Điều này mang một ý nghĩa rất là đặc biệt thưa quý vị. Chúng tôi nhớ là Hòa Thượng Nhất Hạnh đó,
Hòa Thượng có một câu nói mà rất là hấp dẫn đối với người Tây Phương, là hãy thở cho bạn đang hiện hữu. Breathe. Ở đây thưa quý vị, chúng ta ít bao giờ quan tâm đến hơi thở của mình. Trong nguyên cả mấy cái đoạn văn mà Ngài A Chân Cha Ngài dạy ở tại đây, ở đó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, là một khi chúng ta biết nhìn vào thân của mình, chúng ta biết nhìn vào hơi thở của chính mình, tức là chúng ta biết có thói quen nhìn vào bản thân. Một cái người mà không nhìn vào bản thân là có vấn đề. Bao nhiêu người sống trong cuộc đời này, thưa quý vị, chúng ta lo chuyện này, lo chuyện kia, cuối cùng rồi mình tự hỏi rằng mình vất vả như vậy, mình đau khổ như vậy, để làm gì? Để mình có được hưởng gì không? Đó là một vấn đề mà rất là nhiều người, nhất là những người sống ở tại Hoa Kỳ á, chúng tôi biết rằng có nhiều người làm đầu tạo tối, vợ đi làm hai việc, chồng cũng đi làm hai việc, để có đủ tiền mua một căn nhà ở California. Rồi đến tuổi nào đó, già rồi bệnh, rồi tự nhiên nằm ở trên giường bệnh, nghĩ rằng cả đời mình cực khổ quá, lam lũ quá, và mình được hưởng cái gì? Được hưởng cái gì ngoài cái việc mà mình thuê ốp cho căn nhà? Và bây giờ mình ra đi thì nhà để lại cho ai? Con cháu về sau này, nhưng bản thân của mình thì kỳ thật mình đã không có một cái thời gian sống đúng nghĩa là mình sống. Và do vậy, trở về lại chính mình, nó cho chúng ta một ý thức trỗi dậy rất là quan trọng. Nhưng mà để trở về chính mình thì đầu tiên chúng ta nên tập niệm hơi thở. Chúng tôi nhớ rằng khi chúng tôi nói chuyện với Ngài Tăng Bulu, là Thầy tế độ cho chúng tôi tu lúc ngày qua Santa Cruz, California. Bây giờ vẫn còn có một cái trung tâm thiền mang cái tên là Tăng Bulu Sierra Monastery ở Santa Cruz, Bắc California. Thì lúc đó Ngài Chim Triệu dẫn chúng tôi lên đó gặp đảnh lễ Ngài đó. Thì trong một bài pháp mà Ngài giảng thì có một người Mỹ, họ lên cho họ nghe pháp. Và khi họ lên nghe pháp thì sau bài pháp thì nhiều người đặt câu hỏi khác nhau. Có một người họ đưa một câu hỏi rằng họ niệm hơi thở rất là khó khăn, đôi khi họ không biết phải làm thế nào để họ cảm thấy rằng họ có thể tập trung được, tâm họ nghĩ đến điều này điều kia. Nhưng mà có một điều mà họ băn khoăn nhất là niệm hơi thở rồi được cái gì, để được cái gì. Thì Ngài Tăng Bulu Ngài nói, trước khi Ngài trả lời câu đó, Ngài muốn hỏi rằng bạn có tin rằng khi mình trở về với chính mình tự phản tỉnh, gọi là self-reflection, mình tự phản tỉnh chính mình, thì có lợi ích gì không? Thì thưa vị, người đó suy nghĩ một lúc rồi nói, dạ thưa, chắc chắn có lợi. Dạ. Tưởng tượng là mình sống ở trong đời, ở trong sự cư xử của mình, không biết người, không biết ta. Tưởng tượng là mình đi vào một cái vùng, một trung tâm dịch mà mình không biết bảo vệ chính mình. Tưởng tượng là mình sống ở trong cuộc đời mà mình không tự học, không tự tu, tức là mình quên hẳn bản thân của chính mình, mình chạy theo cái gì đó, thì rốt cuộc mình được cái gì? Rốt cuộc thì thứ gì? Chúng ta đánh mất tất cả, tại vì chúng ta quên bản thân mình là ai. Nhưng mà khi mình nói nhớ tới bản thân của mình là ai đó, thì Ngài Tăng luôn Ngài nhắc một điều rằng người nào có khả năng niệm hơi thở, nhìn vào hơi thở, thì người đó dần dà sẽ thốc ra cái ý thức là biết nhìn lại chính mình. Thật ra không có một người nào mà tu tập thiền định mà niệm hơi thở mà người đó lại quên đi chính mình hết. Thì ở đây chúng tôi phải tạm mở hoặc đơn để nói thêm một điểm. Và thưa quý vị, ban đầu chúng ta niệm hơi thở giống như là một người bơi lội mà xuống nước. Nào là sóng, nào là nước. Có đôi khi quý vị tắm biển, nước nó vô mắt, đôi khi nước vô miệng mình. Và mình thấy thế giới xung quanh hình như là nó có nhiều điều mà nó không nằm ở trong kiểm soát của mình. Nhưng một khi mà chúng ta đã quen thuộc với thủy tánh rồi đó,
Thì tánh ở đây tức là nếu quen thuộc với nước rồi mình biết lỗi rồi. Thưa quý vị, chúng ta xuống nước chúng ta không cần để ý nhiều. Chúng ta có thể tung tăng bơi lội trong nước một cách thoải mái. Thì khi mà mình mới ngồi thiền, mới sống với hơi thở, thì hơi thở quả thật là không dễ. Để chúng ta có thể theo dõi từng hơi thở này qua hơi thở khác, liên tục trong nhiều hơi thở. Và thậm chí mình có đầu óc là chống đối với chính mình. Mình biểu mình phải thế này, phải thế kia, mà cái tâm mình nó không theo làm, cũng làm như vậy. Thì mình bực bội. Nhưng mà mình kiên nhẫn. Người tu tập phải rất là kiên nhẫn với chính mình. Không sao hết. Được, không sao hết. Nó bực bội, cứ để nó bực bội. Nó phóng tâm, cứ biết để phóng tâm. Quan trọng là mình biết. Mình hướng sự chú ý vào. Dần già rồi thứ kỳ bộ thứ sẽ lắng dịu. Và cái còn lại chỉ là hơi thở ra vào. Và lúc đó chúng ta sống hơi thở một cách rất là thoải mái. Ở trong câu số 5, Ngài Acharya, Ngài cũng có dạy rằng thời gian là hơi thở của chúng ta trong hiện tại. Câu nói này mới nghe thì như là một ẩn ngữ rất là khó hiểu. Nhưng mà kỳ thật tất cả thời gian mà chúng ta có được, thưa quý vị, chính là ở trong khoảnh khắc này, hiện tại. Nói về quá khứ, nó đã qua rồi. Nó chỉ là một sự hoài niệm. Và khi nói về tương lai, thì không ai biết là thực sự ra sao. Nhưng mà riêng giờ phút hiện tại này, là giờ phút mà tất cả thời gian chúng ta có được. Chúng ta có được ở trong giờ phút hiện tại. Đang hiện hữu đi. Thì thưa quý vị, để đem tâm tư trở về mấy giờ phút hiện tại đó, thì một người mà biết thì người đó sẽ rất là hoan hỷ niệm hơi thở. Hơi thở giúp chúng ta chú ý về hiện tại. Nếu mà mình ngồi mình để ý cho kỹ, đa phần những gì mà chúng ta nghĩ mình hướng tới đó, là cái gì thuộc về quá khứ, cái gì mà mình muốn nhai lại. Ví dụ như thưa quý vị, chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ đó, ở nhà ông ngoại, thì đúng là cái nhà ba gian kiểu Việt Nam mình. Một bên đó là ông ngoại ngồi ở trên một bộ phản, và bên kia bà ngoại ngồi ở giữa là bàn thờ. Thì chúng tôi hồi còn nhỏ, nhưng mà khi có khách đến đó, thì thân mẫu cũng hay dặn chúng tôi là lên đứng ở phía sau cái màn đó. Thì khi đó ông ngoại kêu, ông có đứa nào không? Dạ, thì lên tiếng nói dạ. Thì ông ngoại say lấy nước trà lên, bưng cái này xuống, bưng kia lên, vân vân. Chúng tôi nhớ là hồi chúng tôi còn nhỏ lắm. Nhưng mà những lần mà thân mẫu mà dạy đứng đằng sau, sau cái bộ phản, sau một bức vách để nghe ngoại, thì chúng tôi lại nghe lớn được rất nhiều. Không phải là nghe lớn mà tự nhiên là nghe được nhiều chuyện bàn. Thì bây giờ ngồi nhớ lại thì đa số người ta ít có bàn chuyện trong hiện tại, mà bàn cái chuyện ở trong quá khứ, mà bàn chuyện ở tương lai. Chuyện trong quá khứ là hồi xưa Tây Vô như vậy, hồi xưa khai khẩn Đức Quang như vậy, hồi xưa lúc mình gặp nhau như vậy, hồi xưa lúc mới về sớm này như vậy, vân vân. Người ta bàn rất nhiều chuyện quá khứ. Và rồi cũng bàn chuyện tương lai. Ở trong tương lai không biết là sao, việc này ra sao, việc kia ra sao. Chuyện thời cuộc, chuyện đất nước, chuyện ruộng nương, chuyện này chuyện kia. Nhưng mà bây giờ hỏi rằng, khi mà ngồi xuống để mà nói, để mà bàn, để mà suy nghĩ, thì hiện tại là cái gì? Hiện tại là cái gì? Ngay cả bây giờ Phật Pháp quý vị nghe đó, nhưng mà thường là chúng ta cũng bàn nhiều câu chuyện về quá khứ và bàn nhiều câu chuyện tương lai. Thì cái người người ta nói như vậy là đừng đánh mất hiện tại. Hiện tại
là tất cả cái gì bạn có được. Quá khứ trở thành lịch sử, và tương lai là cái gì chưa đến. Tất cả gì chúng ta có là khoảnh khắc hiện tại này. Nhưng mà để sống trong khoảnh khắc hiện tại này thì chúng ta cần thay đổi thói quen một chút. Đó là tập để ý vào hơi thở. Chúng ta ít khi lắng nghe chính mình lắm, thưa quý vị. Rất ít khi lắng nghe chính mình. Chúng ta đem những vấn đề của quá khứ áp đặt hiện tại, và chúng ta đem cái sự mơ tưởng suy diễn về tương lai để chi phối hiện tại. Nhưng ít khi nào chúng ta để ý hiện tại là ai. Không phải chính bản thân của mình, mà mình nhìn vào người khác của mình. Ít khi nào mình nhìn thấy con người nào, người đó là ai, và họ thực sự sao. Tất cả chúng ta đều dùng cái thành kiến, cái định kiến, cái ý tưởng trong quá khứ đánh giá người trong hiện tại, và nhìn người hiện tại nhưng mà nghĩ về tương lai. Vì vậy khi mà mình niệm hơi thở là ban đầu nó khó, là nó đi ngược lại thói quen của mình. Nhưng mà lâu ngày nó cho chúng ta sống gần gũi với hiện tại, sống bám sát với hiện tại, chúng tâm vào hiện tại. Nhờ như vậy đó, niệm hơi thở thay đổi đời sống chúng ta rất là nhiều. Nên chi trong câu số 5 á, Ngài Ajahn Chah Ngài nói rằng thời gian là hơi thở của chúng ta trong hiện tại. Nếu chúng ta chú tâm vào hơi thở, quan sát hơi thở, tức là chúng ta cũng quan sát thời gian hiện tại. Và có được, tức là chúng ta có được cuộc sống này. Không ai có được thời gian hiện tại, có được cuộc sống bằng cách là hoài niệm điều quá khứ, hoặc giả là mơ mộng về tương lai. Ở trong câu sau cùng, câu số 6 đó, thì ở trong phần hơi thở thì nói rằng bạn bảo rằng quá bận rộn nên không có thời giờ để hành thiền. Bạn có thời giờ để thở không? Thiền là hơi thở của bạn. Tại sao bạn có thời giờ để thở mà không thời giờ để hành thiền? Hơi thở là cái gì? Sống động cuộc sống. Nếu bạn ý thức được rằng giáo pháp là sự sống động cuộc sống, thì bạn sẽ hơi thở và sẽ thực hành giáo pháp, quan trọng ngang nhau. Đôi khi thưa quý vị, chúng ta thường có thói quen gọi là thả mồi bắt bóng. Chúng tôi tham dự rất là nhiều hội nghị Phật giáo, và tăng ni Phật tử hô hào là làm sao mà mình hoằng dương chánh pháp, cứu độ chúng sanh, vân vân và vân vân. Chúng ta nói như những khẩu hiệu, chúng ta nói những cái chuyện lớn lắm để làm. Nhưng mà rồi ở trong giây phút hiện tại đó, cả hàng trăm người gặp lại và chúng ta không nhắc nhiều về giáo pháp. Chúng ta không để cho sự cảm nhận giáo pháp hiện diện ở trong đời sống của chúng ta, không có. Và chúng ta toàn là nói chuyện đông tây đắp, chuyện quá khứ, chuyện này chuyện kia. Thì thứ vì cái khả năng mà tập chúng vào hiện tại, khả năng tập hơi thở, nó không phải là dễ dàng, nó đi ngược lại thói quen. Nhưng mà ở đây này có nói một câu, mà câu đó nếu người đã biết suy ngẫm thì rất là lợi lạc. Nếu bạn ý thức rằng giáo pháp là sự sống động của cuộc sống, thì bạn cảm nhận rằng hơi thở và sự thực hành giáo pháp quan trọng như nhau. Đối với chúng ta, khi mà mình nói mình Phật tử là con của Phật, là hành trì giáo pháp, nhưng mà chúng ta rất hờ hững và với cái việc mà theo dõi hơi thở của mình. Tại vì sao vậy? Tại vì thưa quý vị, chúng ta xem nhẹ chuyện đó. Chúng tôi có thời gian đi thăm nhiều nơi thôi. Và có thể có một cái thí dụ mà rất là sống động là số chư tăng mà qua bên Mỹ để mà sống bên Mỹ và hành đạo thì nhiều. Nhưng mà sau nhiều năm sống ở Mỹ thì chúng tôi nói riêng về chư tăng Nam Tông thôi. Một vị mà đã mang lại rất là nhiều cái tác động về đời sống tinh thần cho người Phật tử, thì cái vị đó chúng tôi phải nói là Ngài Kim Triệu, Ngài Thiền Sư Kim Triệu. Vị nào mà biết Ngài Thiền Sư Kim Triệu đó, thì Ngài không có thuyết pháp hay
Chúng ta hay nghĩa là Ngài không nói văn chương, Ngài không nói nhiều, nhưng mà Ngài lại là người tác động được mọi người niềm hơi thở. Và thứ chúng ta để ý thấy đó, là những người biết Ngài, tu theo Ngài và niềm thường tìm hơi thở đó, thì họ lại rất có đạo tâm, rất có đạo tâm. Còn những ngôi chùa mà Phật tử mà họ chỉ lo xây chùa, họ lo làm việc này việc kia, thì đôi khi họ hờ hững với giáo pháp, và rất là hờ hững giáo pháp. Và khi mà chúng tôi về các quốc gia Phật giáo thì chúng tôi thấy chung chung là ở nơi nào các vị thiền sư mà thường hướng dẫn Phật tử niệm hơi thở, nhân giờ họ thấy niệm hơi thở là quan trọng, thì ở chỗ đó giáo pháp được hương thịnh. Và chỗ nào mà người ta ít có trung lập, ít niệm hơi thở, thì chỗ đó giáo pháp không hương thịnh. Mình mới nghe lạ quá, mình quan pháp là mình viết sách, mình thuyết giảng, mình làm này làm kia, chứ mình ngồi là mình niệm hơi thở mà có chuyện gì đâu mà quan trọng như là giáo pháp. Cái câu nói của Ngài Sư Cha ở đây rất là quan trọng mà chúng ta phải để ý. Nếu bạn ý thức rằng giáo pháp là sự sống động của cuộc sống, thì bạn sẽ cảm nhận rằng hơi thở và sự thực hành giáo pháp quan trọng ngang nhau. Câu nói này nặng ký lắm, rất là nặng ký. Chúng ta phải để ý rất là nhiều. Bởi vì sao vậy? Người có thể niệm hơi thở là người có thể thực hành giáo pháp. Người có thể để ý hơi thở là người thì trở về với chính mình. Người có thể chú tâm vào hơi thở là người đó có sống với hiện tại. Nếu chúng ta có sống với hiện tại, nếu chúng ta trở về với chính mình, và nếu chúng ta có chánh niệm, thì thưa quý vị, một chuyện rất là dễ thấy, một chuyện rất là dễ hiểu, là giáo pháp sẽ sinh đổi sống động, cuộc sống của chúng ta sẽ sống động. Khi nào một quý vị tự để ý với mình sống ở đâu, và những người chung quanh, tối ngày cứ lo bàn chuyện thế sự, tối ngày nói chuyện bằng ông này, bằng chuyện bà kia, mà họ không nói về chuyện họ sống như thế nào, họ tu thế nào, đời sống tinh thần ra sao, thậm chí họ thở như thế nào, họ theo dõi hơi thở thế nào, thì thưa quý vị, quá thật là mình sống thời gian cảm thấy rất là nhạt nhẽo, rất là nhạt nhẽo. Khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế, thì thưa quý vị, có một cái vùng đất, một cái quốc độ mà thời Đức Phật tại thế được gọi là xứ Kuru, ngày nay nó nằm ở trong một cái phần nguyên cả cái thủ đô Delhi, thủ Tân Delhi, Delhi, Tân Delhi và cựu Delhi đều nằm ở trong xứ Kuru lớn hơn. Thì có cái duyên gì ở đặc biệt lắm thưa quý vị, những người mà ở đại sứ đó họ gặp nhau, thay vì họ hỏi rằng anh ăn cơm chưa, chị ăn cơm chưa, anh khỏe không, chịu khỏe không, thì họ hay hỏi với nhau rằng anh chị hành tứ niệm xứ không, anh chị có hành thân quán niệm xứ không, anh chị có hành cái phép quán niệm hơi thở không, và lúc này chánh niệm có mạnh không, chánh niệm có sáng không, chánh niệm có tỏ không, lúc này cái sự tu tập chánh niệm có tiến bộ hay không, họ thường hay hỏi nhau như vậy. Và nếu quý vị Phật tử nào để ý thấy là rất nhiều bài kinh về tu tập tứ niệm xứ, tu tập thiền quán, tu tập niệm hơi thở, thưa quý vị, bài kinh này thường được giảng ở tại Kuru, nơi mà có rất nhiều đệ tử Phật xuất gia và tại gia thực hành giáo pháp. Thì nếu chúng ta có học Phật pháp, và nếu chúng ta có đi và có tiếp xúc nhiều
mới sinh hoạt các quốc gia Phật giáo, thì mình mới thấy một điểm là ở chỗ nào người ta thường tu thiền quán, tu thiền tứ niệm xứ, và ở trong thiền tứ niệm xứ có niệm hơi thở, thì chỗ Phật pháp thường được thịnh một cách rất là đặc biệt. Khi mà chúng tôi lên Boston, thưa quý vị, chúng tôi có dịp nói chuyện với ông Chuck Canfield. Lúc đó ông còn ở Boston nhiều hơn là về California. Ông là một ở trong số người sáng lập ra cái trung tâm IMS ở Boston. Thì thưa quý vị, ông đã từng đi sang Thái Lan xuất gia và trở về, và với cái bằng tiến sĩ về tâm lý học Hoa Kỳ, ông là một trong những người nói chuyện nhiều về cuộc sống tinh thần và tu tiến niệm xứ. Thì thứ gì chúng tôi hỏi ông về cái sự phát triển của Phật giáo ở tại Hoa Kỳ như thế nào, thì ông trình bày rằng ông thấy thời gian đầu là thời gian mà người Hoa Kỳ họ thích thú Phật giáo qua truyền gen, qua Dr. Suzuki và những bài nói chuyện Alan Watts. Cái đợt tiếp theo là họ thích thú là do họ đến Phật giáo Tây Tạng. Nhưng mà nói rằng Phật giáo bị phát triển nhiều về sau này là do các trung tâm thiền, và ở trong cái thiền Vipassana là có cái ảnh hưởng lớn. Thì chắc con Dương cũng nói rằng người Mỹ ít cho hành thiền, họ cảm nhận được cái lợi lạc. Và đó là tại sao mà thiền Vipassana đã được dạy nhiều nơi ở tại Mỹ. Có thể khi mà chúng ta nói điều này rất là khó tin, nhưng mà nếu chúng ta bỏ thì giờ ra để niệm hơi thở, để thường tu tập hơi thở, thì thưa quý vị, mình sẽ cảm thấy mình đến gần với giáo pháp, mình cảm thấy mình trở về được với chính mình, và cảm thấy rằng mình sống được với hiện tại. Chỉ ba điều đó thôi là phần tưởng vô giá. Trong câu nói của ngày này của Ajahn Chah, mà nếu chúng ta đọc cho kỹ và chúng ta nhớ cho kỹ, từ từ chúng ta sẽ rất là thấm thía. Nếu bạn ý thức được rằng giáo pháp là sự sống động của cuộc sống, thì bạn sẽ cảm nhận rằng hơi thở và sự thực hành giáo pháp quan trọng ngang nhau. Đó là một vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong hai phần mà Ngài Trân Cha Ngài đã nói, trong hai phần được ghi lại. Ở đây một phần liên quan đến thân thể của chúng ta và phần liên quan đến hơi thở. Và dĩ nhiên trong cái nhìn của người tu tứ niệm xứ, nhìn vào hơi thở thì cũng nhìn vào thân tâm của mình, nhìn vào cái thân của mình, tại vì đó là thân quán niệm xứ. Nhưng mà nhìn vào bản thân của mình mà không thấy, chứ không thấy chúng ta chỉ nhìn bằng mắt qua phản ánh của tấm gương, hay là chúng ta không chỉ nhìn bằng cách là chúng ta chỉ nhìn thoáng qua được thôi. Mà thưa quý vị, thật sự là nếu chúng ta lắng nghe với chính mình và quan sát hơi thở, thì một là chúng ta trở về với chính mình. Thứ hai, thưa quý vị, chúng ta trở về với đời sống hiện tại. Và thứ ba là chúng ta sẽ hưởng được cái chất liệu của chánh pháp. Và do vậy, Ngài Ajahn Chah Ngài nói rằng hơi thở và sự thực hành giáo pháp quan trọng ngang nhau. Bây giờ thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi kết thúc pháp thoại sớm một chút, bởi vì trong những ngày trước thì tương đối là chúng tôi gặp một ít trở ngại về thiếu thời gian. Bây giờ để xin quý vị chờ chúng tôi xem nha. Không biết hôm nay đại đức Tuệ Tri không có mặt ở trong room, quý vị xem có sư Nguyên Thông có mặt ở trong room không? Dạ, chúng ta cũng không thấy sư cô Tuệ Duyên. Chúng tôi muốn hỏi quý Phật tử rằng trong số quý Phật tử đang có mặt ở đây, có vị nào phát tâm đọc cho phần kinh Ratana Sutta bằng tiếng Phạn? Ở đây có vị nào đọc được không?
Dạ, xin mời cô Tư Mẫn. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Đạo tràng có nghe được cho con tín hiệu, con xin quan hệ cho con biết tín hiệu. Dạ, xa thủ xích quan hệ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, con từ mẫn. Con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính lễ Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng với chư tôn đức tăng ni. Con xin đọc bài kinh Châu Báu Ratana Sutta. Dạ, cảm ơn xin làm rồi. Ba ni tha na to ba tha ya ta tha ga ta sa da sa ba ra mi yo da sa up ba ba ra mi yo da sa ba ra ma tha ba ra mi yo ban cha ma ha ba ri cha ge tik so cha ri ya ba chi ma ta pa we gap tha quang căng tình cha tình a ti nik kha na mang ba tha na cha ri yang bo thi ba lan ke ma ra vi ya sam ban nyun tan nya nam ba ti we thang wa na lo kuk ta ra tham me ti sap be pi me buk tha gu ne a wa chi toa huệ xa li hoa ti su ba ca răng ta rê su ti ma ma đắc tình ba rích tăng ca rôn tô a yas ma a nan đa thê rô vi ya ca run nhan chích tăng ung bạc thao bệnh tòa cô ti sa ta sa ha se su cha ca wa le su de wa ta yam sa nam ba ti gang hang ti yam cha we sa li yang bu re ro ga manus sa duk thi a bê si ra rít tăng tăng pa ha pa na ma he ya tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa ang ta lik he sap pe wa phụ ta su ma na pa wan tu a tho bi sắc căn cha su năng tu pa si tăng ta sma hi phụ ta ni sa bê phụ ta ni sa mê tha phát sê mê tăng ca rô tha ma nu si ya ba ya ya đi qua cha rắc tô cha ha răng ti dê ba linh ta sma hi nê rắc kha tha Amba mạt ta yang kinh chi vit tăng y tha wa hu rằng wa sắc ghê su wa yang ra ta năng ba ni tăng na no ta mang a ti ta tha ga te na y đam vi bút thề ra ta năng ba ni tăng ê tê na sắc chê na su wa ti hô tu kha dân quý ra răng a ma tăng bạn gia đa gia gà sắc
sa ma thi kinh chi đam vi tham mê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sắc chê na su wa ti hô. Tha sê tô ba ri quan di su chinh sa ma năng di ca ma tê mô ha quỳ ba ni tăng ê tê na sắc chê wa ti hô. Tu ye bút ga la a tha sa tăng ba sa tha cha ta ri ê ta ni yu ga đắc khi ya su ga ta sa sa wa ga ê tê su hi ma ha pa la ni i đam bi sang khe ra ta năng ba ni tăng ê tê na sắc chê na su wa ti hô subhayutta manasa dahena nikamino gotama sa sanam hite bhakti bhakta ma tang tha mu tha nibbutin bunyamana idam vi sang khe ra ta nang ba ni tang e te na sắc chê na su wa ti hô. Yathi da khi lo ba tha win si to si ya ya tu thi wa te thi a sam ba cam bi yo ta thu ba mang sap bu ri sang wa da mi yo ariya sak cha ni a wen cha ba sa ti dam bi sang khe ra ta nang ba ni tang e te na sak che na su wa ti ho. Tu ye ariya sắc cha ni vi tha wa yang ti gam di ra ban ye na su đề si ta hi kim cha bi te ho ti phu sap ba mat ta na te pha wang a tha ma ma di yang ti i đam bi sang khe ra ta năng ba ni tăng e te na sắc che na su wa ti ho. Tu sa ha wa sa da sa na sam ba ya ya ta ya su tham ma ya hi ta pha wan ti sa ka ya dik thi vi chi kinh chi tan cha si ba tăng wa bi ya da thi kinh chi cha thu ha ba je hi vip ba mung to cha cha thi tha na ni a ba bo ca tung i đam bi sang khe ra ta năng ba ni tăng e te na sắc che na su wa ti ho. Tu kinh cha bi so cam măng ca rô ti ba ba căng ca ye na wa cha yu da che ta sa wa Atha bo so ta sa ba tinh cha ya ya atha ba ta định tha ba da sa bu ta i đam vi sang khe ra ta năng ba ni tăng e te na sắc che na su wa ti ho. Tu wa na ba gum he ya tha bu si te tăng ghê kim ha na ma se ba tha ma minh gim he ta thu ba mang tham ma wa rang a de sa ji nim ba na ba nip ba nip ba nang hi ta ya i nam bi bụn thế ra ta nang ba hồ tu wa ro wa ra nyu wa ra do wa ra ha ro anung ta ro tham ma wa rang a de di da ta ni tang e te na sa ti ho. Tu ki năng bu ra năng na wang na thi sam pa wang vi rắc ta chích ta gia ti kê pha wat minh
Tê khi na bị già a vi ru hi chân đa Nếp bằng ti thị ra gia tha dâm ba đi bồ y đâm bi sẵn kê ra ta năng ba ni tăng Ê tê na sạc chê na su a ti hô Tu già ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụm ma ni wa già ni wa ăn ta linh kê Ta tha ga tăng đề wa ma nô sa phụ chi tăng Bụn thăng Nam-a-sa-ma-su-an-thi-ho Tu-ya-ni-tha-phu-ta-ni-sa-ga-ta-ni-phum-ma-ni-wa-ya-ni-ma-an-ta-ling-khe Tha-ga-tăng-de-wa-ma-nu-sa-phu-chi-tăng Tham-mang-nam-a-ma-su-wa-thi-ho Tu-ya-ni-tha-phu-ta-ni-sa-ma Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con Tự Mẫn, con đã đọc xong, con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Dạ cảm ơn Sức Na Gia Nguyệt đã post bài. Dạ con xin xuống mic. Cảm ơn cô Từ Mẫn. Giờ mời cô Nhật Quỳnh. Dạ. Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lạy quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con thấy đạo tràng quá và không có quý sư đọc bài. Thái Từ Mẫn lên đọc bài rất là xa thú. Con xin được đọc bài ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Ba ni tha na to ba tha ya ta tha ka ta sa sa da sa ba ra mi yo da sa u ba ba ra mi yo da sa ba ra ma tha ba ra mi yo ban cha ma ha ba re cha ge ti so cha ri ya ba chi ma pha we gap pha wat khan ting cha ting a thi ne kham na nang ma tha na cha ri yang bo thi ban lan ke ma ra wi cha yang sap ban nyu tan nya na pa ti we thang na wa lo kot ta ra tham me ap be bi me bot tha kut ne A quát chít ta huệ xa lý gia tì sư bà ca rành rệ sư tì gia ma ra tình. Bà rít tăng ca rôn tô a giác ma a nàn đắc thệ rơ quý gia ca rôn nhá chít tăng u ba tha bát tò cổ tì sa ta sa ha xê. Sư chát ca hoa lê sư đề quá ta Gia sa nam bát tích danh hành ti danh cha huệ sa lý văn bu rê rô ga Ma nô sa đức phích ca sâm phụ tăng ti quy thăng Hoa văn khếp bà manh ta ra tha bê sĩ a rít Tạnh tăng hoa nà ma hê Hoa nà ma hê Dạ ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụm ma ni wa ya ni wa an lịch khê Sa bê wa phụ ta sư ma na pa wa an tự a thơ vi sát gạt cha sư nan tu pha Si tăng tạt ma hi phụ ta ni sa mê tha sa bê mẹt tăng ca rốt tha ma nu si ya bách cha Ya di wa cha ra to cha ha ran ti ye ba ling tat ma hi ne ra kha ta ap ba ma ta yang kin chi vit tang i tha wa hu rang wa
sạp ghê sức quả dân ra ta năng bà ni tăng na nơ sạn năm a thị ta thả gạt tên y đăng bị buộc thể ra ta năng bà ni tăng ai tài na sát chạy na sư qua thì hơ thực a dân quý ra găng ama tăng ba ni tăng gia đa cha gà sát gia mu ni samma hi tô na tệ na thầm mê na sa ma thi kinh chi y đăng bị thầm mê ra ta năng ma ni tăng ai tệ na sát chệ na sư qua thì hơ tự dạy hơ tự dạy bố tha sát thơ ba đi quanh na di sư trình sa ma thi ma nành ta đi cành nha ma hù sa ma thi na tệ na sa mơ na quyết cho tự y đăng bi tham mê ra ta năng ma ni tăng ê tê na sát chê na sư qua thì hơ tha sát tăng ba sát tha chát ta đi ê ta ni du gà ni hôn ti tê đắc khi nãy gia sư gà ta sát xa hoa ca ê tê sư định na ni ma ha pha la ni y đăng bi sang kê ra ta năng ma ni tăng ai tài na sát chạy na sư qua thì hô tự về sập ba yết ta manasa đan hê na nếp ca minh gotamasa san nam hi tài ba ti ba ta amat tăng vi hay gạch bước ra tay tay na sát chệ na sư qua thì hô tự giả tình đã khi lâu ba tha quyền chi tờ sĩ già chắc tuốt phí hòa tay phí ác xăm bà cầm bí dơ tà thu bà măng sụp bù đi sang qua đà mê dơ a đi sát cha nê a quạt cha ba sát tích y đăng bì sang khê ra tàn năng mạ ni tăng ai tài na sát chan na sư quá chan ni vi pha quá danh đi gầm phê ra bệnh nhẹ na sư đề sĩ ta vì kinh cha bị tệ hôn ti phu sắp và mạt ta na tê ba quăng a tha ma ma đi danh ti y đăng bị sằng khê ra ta năng mà ni tăng en sư quát thi hô tự xa ha qua sanh sam bada cha tay gia sư thầm ma cha hi ta pha quan ti sát ca cha đích chi vi chi kích chi tan cha sê lập bà tặng qua bi dạch đạt thì kết tu ba ha ba về hi cha quyết ba mút tô cha a cha phiệt tha na ni a pháp bở cả tâm ý đăng bi sang khê ra ta năng mà ni tăng ai tài na sát chê na sư qua thì hô tu kinh cha vi sợ cầm măng cá rô tí ba bắt căng cả dê na qua cha ô đa chê tu xạ qua a ba bộ sơ sa ba tích cha đa gia a ba ta gia a phát ba ta địch tha ba đa sa nhút ta y đăng bi sang khê đa tàn năng mà nê y tăng ai tài na sát chen thì hô nập ba gỡ gia tha phật si tấp ghê diệm ha na ma sê ba tham ma miễn ghim hê na thụ ba măng thẩm ma qua răng a đê sa di nhiếp ba na gà minh ba ra măng thì ta gia y đăng bị buộc thề đa ta năng mà nị tăng ai tài na sát chê na su quát thi hộ tự quả rô quá rảnh nhu quá ra đô quá ra hà rô a nô ta rô thẩm ma quá răng a đê sa di y đăng bị buộc thề đa ta năng mà ni tăng ai tài na sát chê na sư quá thi hộ tự khỉ năng bú ra năng na quăng na thi sợ thẩm hà quăng rát ta chít ta chít phá quá smin tề khi là bị cha a quy rốt thi chanh đa nếp ba thì thị ra cho thả dân ba đi bồ y đăng nguyện sẵn khê ra ta năng mà nê y tăng hệ tề nó sát chê nó sư quá thì hô tục dạ ni tha phụ ta nhâm ma ca ni phụng ma ni quả gia ni quả anh ta lịch khê
ta tha ga tăng đề và mạnh nô sư bồ chỉ tăng bút thẳng nam ma sa na su qua thì hô tu gia ni ta phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni qua gia ni qua an ta lịch khơi ta tha ga tăng đề và mạnh nô sư bồ chỉ tăng thẩm mang nam ma sa na su qua thì hô tu gia ni ta phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma như quả gia này quả anh ta lịch khởi ta tha cả tăng đê quả mà nô sư bồ chi tăng sang khăn nam ma sa na su hoa thì hô tu nam mô bích tha giác. Dạ con đã đọc xong, con kính nhân mít đến thường tòa giác đẳng ạ. Thưa quý vị, không biết có vị đâu có tâm nghĩa tụng cho đồng nghĩa chứng việc như việc của bài kinh hôm nay, đức quý vị đầu tụng được quý vị quan hệ cho chúng tôi biết. Dạ xin mời cô Lâm Nhậu. Dạ nam mô Bụt Thầy, giáo sư Thích Hạnh Thầy, dạ con kính trân tôi chắc chắn đáp giới thi, con xin được đọc bài kinh Châu Báo bằng tiếng Việt. Phần dẫn nhập kinh Châu Báo. Tôn giả Ananda với từ tâm vô lượng trì tụng kinh Châu Báo suốt trọn cả đêm dài, bao vòng thành Vesali, niệm tất cả ân đức của Như Lai Đại Lực là 10 Ba La Mật, 10 Thượng Ba La Mật, 10 Thắng Ba La Mật, 5 Pháp Đại Thí Xã, 3 Hạnh Nguyện Độ Sanh, trong kiếp chót giáng trần, xuất gia tầm giải thoát, khổ hạnh nguyện đạo màu, chiến thắng đại ma quân, đạt nhất thiết chủng trí, chứng chính pháp siêu phàm, chư thiên khắp các cõi, 10 muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hội. Kinh Châu Báo quy lực tiêu trừ mọi thương, đói khát và bệnh tật, cùng phi nhân quấy nhiễu, trong thành Vesali thải đều được tan biến, chúng đệ tử nhất tâm trì tụng kinh Châu Báo. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong khởi lòng quan hỷ, thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn, năng hộ trì nhân loại, vốn đêm ngày hồi hướng, phước lành đến chư thiên. Những vật quý trong đời, chốn này hay nơi khác, cả châu báu cõi trời, không gì sánh bằng được. Với Như Lai thiện thệ, do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này, tự thành muôn hạnh phúc. Pháp bất tử tối thượng, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được. Pháp thiền vi diệu ấy, do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại lạc trú, Đức Phật hằng ngợi khen, không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Thánh tám vị bốn đôi là những bậc ứng cúng, đệ tử đấng thiện thể được trí giả tán thán, cúng dường đến các ngài, hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc tu hành tiểu dục với ý chí kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngự, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc trú quả tịch tịnh. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Ví như cột trụ đá khéo chôn chặt xuống đất, dầu bốn hướng cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tứ thánh đế cũng tự tại bất động. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh tu đạo quần chứng tri lý thánh đế được Đức Gotama khéo thuyết giảng tường tận, các ngài dù phóng dật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tám. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh trí, đoạn trừ ba kiếp sử, thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới cấm thủ, thoát khỏi bốn đọa xứ,
bậc nhập lưu không tạo sáu bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Quần dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hai ý cũng không hề che giấu, được xứng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chúng hữu tình ví như đầu mùa hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ái chấp trong sanh hữu đời sau, bởi tham muốn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc trí chứng niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chí thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chí thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chí thành đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, con đã đọc xong phần tiếng Việt của kinh Tây Kinh Châu Báo, con kính thỉnh thỉnh bài giảng trở lại ạ. Sa thú, xin cảm ơn quý Phật tử đã đọc kinh tiếng Phạm và tiếng Việt vừa rồi. Thưa quý vị, chúng tôi xin được dành ánh phút để nói về điểm liên quan đến việc tụng kinh. Cái cách mình chúng ta tụng kinh ngày hôm nay đó, rất là khác với cái truyền thống hồi xưa. Ở một điểm là ngày nay chúng ta tụng theo cái nghi thức, và khi chúng ta tụng nghi thức thì chúng ta tụng một mạch từ đầu chí cuối. Thường là cách tụng kinh đó xem ra không có cái hiệu năng giống như là cách mà các vị thiền đức ngày thời xưa xa xưa đã từng tụng. Thí dụ như trong bài kinh này là một hình ảnh rất là mẫu mực, là Tôn giả Năng trước khi mà tụng kinh Rất Tăng Xuất Tát thì ngài niệm tưởng ân đức của Đức Phật từ cái lúc mà Quân Tu Ba La Mật cho đến khi giáng trần xuất gia thành đạo, chiến thắng đại ma quân, những cái công hạnh nào mà Đức Phật ngài đã làm và những thành tựu vĩ đại nào mà Đức Phật đã có. Và sau khi niệm tưởng điều đó thì Tôn giả mới tụng kinh Rất Tăng Xuất Tát. Vì đó thì hầu hết tất cả các bài kinh cầu an như là kinh Hạnh Phúc, kinh Từ Bi, kinh Rất Tăng Xuất Tát hay kinh Chuyển Pháp Luân v.v. đều có cái phần đầu gọi là phần dẫn nhập. Phần dẫn nhập nó xem như là cái phần niệm tưởng, tức là để tâm của chúng ta có đủ thời giờ để hòa với cái ý nghĩa cao siêu của lời kinh. Và hồi trước kia thì ngài Hộ Tông, ngài Dịch Tung, Kinh Tụng, ngài dùng cái chữ gọi là bố cáo. Cái chữ bố cáo ở đây đó, nó là một cách dùng mà thời Pháp thuộc đó. Thì trước khi người ta có một cái diễn một vở kịch hay một tuần cải lương hát bội, họ làm cái gì đó thì họ có cái lời gọi là lời bố cáo. Bố cáo về sau này chúng ta gọi là cái thông báo, chúng dùng thông báo nhưng cái lời nói trước. Nói trước là hôm nay là chúng ta làm việc gì đó. Thì do cái ở trong cái lời bố cáo này thường nói lên cái ý nghĩa của bài kinh một cách tổng quát. Và một cái người tụng kinh ấy, gọi là trì kinh ấy, là phải đem cái tâm của mình
để cảm nhận trọn vẹn điều đó. Và sau đó thì họ mới đọc cái lời kinh. Còn ngày nay thưa quý vị, chúng ta thường tụng kinh ở trong cái cách mà ngày xưa họ gọi là học kinh. Học kinh chứ không phải là tụng kinh. Học kinh á, là khi mà vào trong chùa mà chư tăng được dạy để tụng kinh á, thì thưa quý vị thường là học thuộc lòng trước. Và học thuộc lòng, học cho nhuần nhuyễn, học cho nhuần miệng, và không cần biết đến ý nghĩa, chỉ học lòng sau, học thuộc lòng trước. Thì sau này á, chúng ta lại có thói quen là hãy nói tụng kinh, cứ tụng ào ào, chúng ta tụng liên tục, nhưng mà chúng ta không nói được ý nghĩa của bài kinh. Và do về cái sự tụng kinh của chúng ta đó, nó không có kháng khích, không có gắn bó, và không nói lên được cái tâm thành của chúng ta như là thời xưa các bậc cổ đức đã từng làm. Thì chúng tôi thưa quý vị như vậy là đa phần là mỗi khi chúng ta tụng một bài kinh thì mình biết bài kinh đó mang một cái năng lực gì. Ví dụ như là kinh Thành Khúc, hay kinh Từ Bi, hay kinh Châu Báu, kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Duy Mananda, vân vân. Kinh đó tụng cho người bệnh, tôi mới trình tụng cho người quá vãng, kinh đó tụng để cầu nguyện an lành. Thì có cái ít thì giờ nào đó mà chúng ta ngồi để suy tư về cái ý nghĩa bài kinh, thì sau đó người ta mới tụng. Về sau này chúng tôi có thấy một vị mà cũng lấy cái cách đó để mà hướng dẫn tụng kinh, đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh đó. Hòa Thượng hướng dẫn cho tăng thân của làng Mai là trước khi tụng kinh hãy ngồi thiền, ngồi thì yên lặng rồi tụng kinh. Nhưng mà cái đó thì nó chỉ là một cách để gọi là hình thức ở bên ngoài, nhưng mà kỳ thật á, cái điểm chính không phải là ngồi thiền. Ngày xưa ngồi thiền rồi tụng kinh, ngày xưa thưa quý vị là người ta dành thời giờ để niệm tưởng, để nghĩ, để suy tư về ý nghĩa của bài kinh, gọi là thâm nhập ý nghĩa bài kinh, rồi sau đó mới tụng kinh. Đó là cách khác của chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy hàng ngày nếu quý Phật tử mà có thời giờ để mà tụng kinh đó, thì quý vị nên đọc qua cái ý nghĩa bài kinh trước, rồi đem vào trong lòng, cái nào không hiểu thì mình hỏi, mình học, rồi suy gẫm xong rồi thì mình bắt đầu tụng kinh, thì điều đó mang lại lời lạc nhiều hơn. Và bây giờ thì chúng tôi muốn kết thúc chương trình ngày hôm nay với một vài cái thông tin liên quan đến thời kỳ của dịch bệnh. Đầu tiên là một cái thông tin nhỏ thôi, nhưng mà sau đó lại là một cái tin tức tốt mà chúng tôi đã thông báo ở ban đầu. Thưa quý vị, trong khi mà bệnh dịch corona đang hoành hành khắp nơi đó, thì người ta hay chú trọng đến là mua những thuốc sát khuẩn, chúng ta gọi là disinfectant. Thuốc sát khuẩn này rất nhiều dạng khác nhau, có dạng là spray, tức là gọi là xịt đó, có dạng là chất loãng, chúng ta đem về chúng ta pha, và có khi là alcohol, và nhiều khi là những cái thứ giấy mà nó có thấm nước để sát khuẩn, để mà lau. Và những thứ này càng ngày càng khan hiếm, bởi vì người ta mua rất là nhiều. Chúng ta dùng để tẩy các cái thứ mà chúng ta có thể đem vào trong nhà, ví dụ như là thực phẩm mua ở siêu thị về, ngoài bao bì chúng ta lau cho sạch để bảo đảm là không đem vi trùng vào trong nhà, hay hoặc giả là chúng ta lau các cái tay cầm của các ổ khóa phân vân. Thì chưa có thời nào ở tại nước Mỹ mà người ta dùng những cái loại hóa chất để mà sát khuẩn nhiều như là thời đại này. Nhưng mà thưa quý vị, bên cạnh đó thì cảnh sát họ đã cho biết rằng có một cái hiện tượng mà rất là đáng báo động, là nhiều trẻ em bị ngộ độc bởi vì cha mẹ không có cất kỹ, không để ý. Thường thường những cái độc phẩm hay là những gì mà không thể bỏ vào trong miệng được mà tai hại đó thì phải cất đúng nơi đúng chỗ để trẻ em không có vói tới. Nhưng mà thưa quý vị, do vì cái việc mà chúng ta quá quan trọng đại dịch nên chi chúng ta thường để những thứ đó ở bên ngoài và nằm ở trong tầm tay của các em. Và không may đó là như trường hợp thuốc uống, thì nhiều khi người ta làm những cái an toàn, những nắp an toàn là trẻ em rất là khó mở, nếu không đọc rõ ràng cái sự hướng dẫn thì rất là khó mở hộp, mở nắp, mở keo. Ở đây thưa quý vị là những cái chai mà
đựng những lúc sát khuẩn, ở sát khuẩn đó lại không có, không có cái khóa an toàn, à, không có cách để làm cho trẻ em nó đụng tới, nó không có xài được. Và rất là dễ dàng, giống như những cái sprayer chẳng hạn. Thật ra cái con số mà trẻ em mà phải đưa vào trong bệnh viện cấp cứu vì nó chơi với những cái chất sát khuẩn đó, những hóa chất độc, những cái đó càng ngày càng nhiều và ở mức độ rất là đáng báo động. Do vì chúng ta phải thích nghi với một cái thời kỳ mới, là phải cẩn thận rất là nhiều về cái việc mà lây lan của virus, và làm thế nào để chúng ta sử dụng cái hóa chất sát khuẩn là một lẽ, nhưng mà làm sao để cân nhắc về bảo vệ cái sự an toàn cho trẻ em. Chúng ta nên nhớ một điều là trẻ em hoàn toàn không có ý thức được những chuyện đó, do đó chúng ta không thể kỳ vọng, không đòi hỏi các em phải biết. Vấn đề an toàn mà người Mỹ họ thường làm rất là hữu hiệu, đó là mình phải chịu trách nhiệm về việc đó và mình phải đặt vấn đề đó trước. Dạ, đặt vấn đề trước. Chú Duy cũng có nghe một một sư cô ở tại California nói với chúng tôi rằng để cái chai xịt spray ở bên ngoài để sát trùng ở mấy cái cửa trong một con nít, nó thấy nó tưởng là đồ chơi, đến nó cầm nó xịt với nhau, thấy sợ quá. Và do vì chúng ta nên cẩn thận về điểm này. Và thưa quý vị, trở lại với bản tin mà chúng tôi thông báo từ ban đầu là xuyên suốt trong thời gian qua, đặc biệt tuần rồi đó, thì người ta nói rằng hơn 420 loại thuốc được đem ra để thí nghiệm, kể cả thuốc ký sinh trị sốt rét và nhiều thứ thuốc khác nhằm mục đích để trị COVID-19. Không có thuốc nào thành công hết. Từ châu Âu sang Hoa Kỳ, sang Á Châu, và người ta thấy rằng gần như là bất lực. Nhưng mà hôm nay thì bác sĩ Anthony Fauci là người dẫn đầu cái cơ quan về chúng ta gọi là về dị ứng và lây nhiễm của quốc gia Hoa Kỳ đó, thì thứ gì ông đã thông báo một cái tin rất là mừng, đó là một cái loại thuốc, và một cái loại thuốc được một cái cơ quan mà chúng ta biết là Chile một công ty dược phẩm, và một công ty dược phẩm của Mỹ, Chile Sciences Incorporation, thì cái loại thuốc đó, thưa quý vị, hiện nay đang sau khi mà được hơn 13 quốc gia đã thí nghiệm với hơn 1.000 người thì loại thuốc để trị virus này đã cho chúng ta một cái kết quả rất là hứa hẹn. Và rất hứa hẹn, trước nhất là những bệnh nhân mà được đem ra để thử, để trị đó, thì hiện nay tất cả đều có một tiến bộ được xuất viện sớm hơn. Xuất viện sớm hơn là người ta thường có, bởi vì dường như thuốc này nó thực sự làm việc. Bây giờ người ta đang tìm cách nào để xem cái liều lượng và áp dụng coi nó có sự sai biệt nhiều người, nhưng mà rõ ràng thuốc này có tác dụng. Ở đó có nhiều khi thứ gì đó cho người ta những cái đầu mối, và những đầu mối này rất quan trọng. Chúng ta tạm gọi là dường như là người ta lại thấy cuối đường hầm. Và bác sĩ Anthony Fauci thường là một người rất là cẩn trọng, và ông nói chuyện rất là nghiêm nghị, nhưng mà lần đầu tiên chúng ta nghe cái giọng ông nói rất là lạc quan, đồng thời trên mặt nở một nụ cười. Thì biết đâu thưa quý vị, khi mà tin tức này được gửi đi là người ta đã đạt được một tiếng rất là xa. Và hôm nay Dow Jones, thị trường cổ phiếu của Hoa Kỳ, đã tăng vọt cái chỉ số 500 điểm, thì kể ra cũng là một cái dấu hiệu hồi sinh rất đáng mừng, khi mà chúng ta nghe rất là nhiều tin xấu ở trong suốt thời gian vừa qua. Thì cái kinh nghiệm cho thấy rằng cùng tác biến, biến tác thông, đa phần là ở trong cảnh ngặt nghèo, người ta thường tìm ra những cái giải pháp, và những giải pháp này có thể giúp ích rất là nhiều. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị Phật tử
cũng như chư tăng biểu thực tử nó vào rung để tham dự. Xin kết thúc chương trình hôm nay tại đây và xin nhắc rằng dù rằng lệnh phong tỏa đã được chấm dứt ở nhiều tiểu bang bằng nhiều phương cách khác nhau, và cũng như chúng ta nghe cái tin tức tốt vào ngày hôm nay là có một loại thuốc có nhiều cái triển vọng ở trong việc trị liệu COVID-19, nhưng mà vẫn khoảng được cho đến khi mọi việc mà nó được đến cái mức điểm, đến cái điểm mà chúng ta gọi là an toàn. Vì vậy trong thời gian này mong rằng tất cả chúng ta đều luôn luôn cẩn trọng, chăm sóc tốt cho mình, chăm sóc tốt cho những người thân của mình, và thể hiện cái thiện chí đóng góp vào cuộc đời bằng cách là luôn giữ cái khoảng cách an toàn cho tất cả mọi người. Sẽ hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy ạ. Đa sư ta, ya ni tha bu ta ni sam tha ga ta bu ma ni wa ya ni wan ta le khe ta pe wa bu ta su ma na pha wan to tho bi sa ka tha su nam tu pha si tang ta hi bu ta ni sam me tha sa pe me tang ka ro tha ma nu si ya ta cha yadi wa cha ra tu cha ha ran ti ye pa ling tu tasma hi ne rakkata tamata yam kinchi vetam itha vahu rangva sakkinam vanitam nano samangati tathagate nairam vibhute ratanam vanitam ete na sache na suvati motukhayam viragam namatam vanitam yada chaga sakya muni samahito Bhagavate yathā pūsitā ke himhā namāse
Bhathamasmin gim he tathu pamang tham mawarang ade sayini panagaming paramang itajay dambi bhute ratanang banitang ete na sache na suvati ho tuvaro parang yu varado varahado anutaro tham mawarang ade sayini dambi bhute ratanang banitang etena satyena suvati hotu hinam puranam lavam nati sampavam varatu citta yatike bhavasmin dehi nabicha avidur chanda nipanti thida dhayam bade boidam visangheta tanang banitam etena satyena suvati hotu yanita putani samagata nipummani vaja vantalikhe tathagatam devo manu sabuchitam bodham namasam suvati hotu Itakuta nisamagata vipummani vaja Ivantalikhe tathagatam dego manu sapuchitam Dhammam namasam suvati hotu jani Itakuta nisamagata vipummani vaja Ivantalikhe tathagatam dego manu sapuchitam Sankhansam suvati hotu jani